em cũng không rành đúng không anh, không thắt cho anh tặng Tết năm rồi. À 2 năm rồi. Dạ. Năm là tính tiền này cũng 20-30 triệu á. Mình cào mới được. Rồi thế sâu lậu thế quá trời rồi, mà khi ghét hồi mà không đủ ăn luôn nữa rồi thì phải về Việt Nam sống. Thưa cô bác quý anh chị, tiếp tục hành trình của Bùi Hồ trên những cái chiếc ghe của mà cô chú anh chị từ Campuchia trở về đó. Thì Bùi Hồ sẽ bước qua thăm Tết ở gia đình của anh bên đây luôn ha. Này cũng một cái chiếc ghe luôn. Trời ơi là trời. Nói chung là chào. Dạ, chào anh. Anh nói anh đang gắn may kìa. Được con cháu được rồi. Con. Dạ. Mẹ chú cho con. Chắc con anh cũng lớn tuổi rồi hả? Hai mấy ha? Hai mấy tuổi? Con 7-8 nha. Dạ. Gì mẹ mẹ ơi, chú cho con hả? Năm nay mình đón Tết mình có gói bánh gì chưa hay là gói bánh có, với chị có, bên kia luôn? Có, đang gói, đang nấu đó. Đang nấu ở trên đó đó hả? Ờ. Cái này mình chạy từ Campuchia về luôn hả anh? Này từ Campuchia về luôn. Dạ, anh về đây là cũng lượt chung với lại bà cụ á. Bà cụ luôn. Dạ. Là anh ở trong đó là cũng đi chung với mình này, luôn. Con trai cũng đi chung luôn, nó có gia đình đâu. Dạ, chưa có gia đình luôn. Chưa. Con nhỏ con gái gia đình rồi, nó về đây thì sống chung đây. Chiếc ghe này có như hai gia đình vậy đó. Chiếc ghe hai gia đình. À, ừ. Anh qua đây đi để cho nó sáng đây không ạ. Đang đập nước đá kìa. Cái sân nước kìa. Cái này sàn nó côn luôn đó. Đặc quyền không? Đặc quyền không? Đó. Anh sàn nó chảy rồi đem lên đây nè chú ơi, nấu cơm trên này nè. Dạ, nấu cơm trên này luôn. Dạ. Ờ, cũng tiện ha. Ờ, nấu cơm ở trên này đa số ở đây là mình nấu là bếp củi hết à. Củi luôn. Anh là con thứ mấy của cụ? Thứ ba. Con thứ ba của cụ ha. Là anh nãy là anh thứ năm mà thứ năm ở đây nè. Này thứ tư nè. Thứ tư. Ở đây cái hoàn cảnh của anh năng là đáng thương nhất. Ê. Mình về mình có tính quay lại không anh? Quay lại không, Campuchia không? Không, không thấy rồi. Con già còn con già quá đi rồi, bây giờ là về đây ông già bỏ xương dưới này là cứ ở dưới đây anh em ở đây luôn rồi. Dưới Việt Nam mà ông già ông gửi xương đất nước Việt Nam mình là không có tính là quay lên trển đâu nữa. Anh năm nay là bao nhiêu em quên rồi ta? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm mấy? Năm 2. Năm 2 tuổi. Năm 2 tuổi. Chiếc ghe này đi theo mình qua bên kia đánh bắt ở bên kia luôn. Anh có thể chia sẻ cho em cũng như tất cả cô chú anh chị biết về cái cuộc sống khó khăn ở Campuchia là những cái khó khăn gì nhất anh ha? Thì là mình nói chung ra thì nó cũng là thuế má thì quá cao. Mình cào nói gì mà cào hến thì đóng thế nó một năm gì là tính tiền này cũng 20-30 triệu. Mình cào mới được. Rồi thế sâu lậu thế quá trời rồi, mà khi ghét hồi mà không đủ ăn luôn nữa rồi thì phải về Việt Nam sống. Về đất nước mình sống rồi nó cũng thoải mái rồi, như là không có ai ăn hiếp mình được như ở Campuchia. Ở trên đó mình có bị ăn hiếp nhiều không? Thì cũng có số ăn hiếp nhiều lắm anh ơi. Họ ăn hiếp bằng cách nào hay không? Nhiều khi nó chữ nó bớ, và khi nó gặp mình nó cũng chữ đùa chữ đại, mình chịu không nổi mình cũng là làm lỡ ra chữ lỡ ra mình chửi lại. Ừ. Biết sao giờ nó quá trời có khi nào đánh mình không? Cũng có trời ơi, qua đây là em đi xúc bơ đùm cát trời mưa trong tạm súng chặt chuột là tối bụng mình nè, bắn súng chìm xuồng luôn. Dạ, bắn đứt hai ống quần luôn, ba bóng đá lại chạy luôn, ba bóng đá nó coi mình cũng chạy luôn, chìm tại chạm luôn. Cũng bảy ra ba chìm bảy nổi lắm em ơi, cũng dữ lắm. Hàng năm thì mình có được hỗ, ví dụ như Tết nhất rồi là mình có được hỗ trợ gì không anh? Không anh. Không có gì hỗ trợ gì không? Không được hỗ trợ gì luôn. Không. Rồi ở trên đó mình ăn Tết như thế nào ta? Thì ở trên Campuchia thì tự tiện mình mang mình lo.
được có tiền thì mình có bánh cho con cái mình ăn đi, còn không tiền thì cha mẹ làm sao con phải chịu gì luôn đó. Anh có cảm nhận cái Tết của Việt Nam nó khác với cái Tết ở đất bạn không? Cảm nhận thì nó khác đất bạn thiệt. Mình về đây rồi bị là biết sao mình sống xứ này là không có như anh em Việt Nam, không gò bó, mình bằng được nhiều năng nhiều, nhưng mà không có sợ đi bằng công bằng mướn thuê người ta sống qua ngày. Hiện nay thì anh về đây anh làm cái công việc gì sống ta? Cũng đi bằng công trà cho người ta chặt lọc bình gì kia, chặt lọc bình gì chặt bình công trà bằng trà cho người ta nước ăn cũng lầy gò lầy cắn gì. Hôm nay đỡ luôn không chờ à, nước ăn đây hả? Ừ. Thì biết sao giờ cũng phải bắt buộc sống. Tết năm nay mình có chuẩn bị gì chưa anh? Có chuẩn bị gì đâu, vẫn que gì đó. Mình chỉ cần Tết mình là một ngày, một hai ngày một mình làm vài ly rượu ngủ thôi hả? Rồi vậy thôi á. Còn mấy ông này còn nhấp nhan nữa, còn tôi... có biết uống đâu, từ hồi nhỏ tới lớn không biết nhậu. Không biết nhậu luôn. Không. Ở miền dặn anh em tôi có ai nhậu nhạt đâu anh. Không nhậu luôn. Dạ, chừng dạ đó ông già rồi xưa rồi. Cũng nhậu rồi. Không có là con là không có rồi. Anh chào cũng biết mình nữa nè. Bà vô làm góp cho chú rồng nghe. Thưa cô bác của anh chị thì anh ba. Anh ba, chị ba mới đập cho mình một ly nước ngày Tết nè. Đó là Coca-Cola nước ngọt có gà. Này là mình mua ở quán hả anh chị? Dạ. Chị. Dạ. À, như ta như một lốc gì ta? Mà hả, lốc như thế phận con biết đại tử bên rồi cầm cái miếng da mình mua để mình chưng Tết đó ha. Dạ. Em đến về uống gì sao còn chưng nữa? Có gì đâu còn. Dạ, không nghĩa anh em gì đỡ cần quý trọng anh đấy em, lại tới nhà là vui lắm. Dạ. Là chị ba nè, là năm nay bao nhiêu rồi, nãy chị ba khóc á. Thấy em nói rồi thấy cũng tủi lòng chịu không nổi. Năm nay tôi Tết này nó 56 rồi. 56 rồi. Dạ. Đó. Sao nhiều năm lên đên thì mình đến nay thì cái tuổi mình lớn thì mình không có chưa có nhà cửa coi như là cái nơi ổn định thì buồn chứ không anh ba? Thì buồn vẫn buồn em ơi, biết sao giờ hoàn cảnh. Một cảnh cũng tiền luôn, tôi mới ra chị là về đây. Nói chung là đậu chỗ này lát thì anh em sẽ kêu giờ chỗ khác. Giờ lần đó, đó lát ít bữa vài tháng anh em sẽ kêu giờ lần này. Thì anh em thấy cũng là chắc món mua được một khúc cặp mấy nhà đó đó dài tới cái hàng túi đây. Giờ đậu đây đỡ mà. Là mới được yên này ha. Bà mẹ với anh em giờ không là không ai đuổi được mình nữa. Rồi đuổi tôi làm trời giờ nập cũng kiểu luôn. Nập nóng một cây cây mà tôi phải vừa. Lúc bà ta đuổi nhỏ nập lên. Rồi mình phải giờ chỗ khác. Giờ thì mua được đắt chứ dàn trên cũng chưa có lo được. Em nghe nói là Campuchia người ta nói thường nói câu là Nam Giang đi dễ khó về. Đúng không anh? Vậy thôi. Là sao vậy anh? Thì mình đi chở này nó gò bó mình về thì không có tiền về về không được cứ sao vậy? Nhưng mà em có thấy nữa là ở trên đó mình làm nhiều tiền lắm. Nhưng mà đồng tiền ở bên đó là mình về mình giữ không được. Có không anh? Nhưng mà có số là bằng có nhiều tiền cũng có nữa em ơi. Có số khổ cũng có nữa. Nhưng cái số khổ thì nhiều hơn số có. Số nhiều, số khổ nhiều hơn số không có nữa. Như anh đi khổ rồi từ trên Dũng Sinh Năng là chạy ghe này thẳng về tới đây luôn ạ. Hai bữa chạy ngày đêm đêm đó. Không có định đâu chân là chạy thẳng về tới đây luôn mà. Là đậu tại đây đó. Không phải chỗ này. Từ 2015 tới giờ. Giờ đây năm nay. Vẫn chưa sinh được 7 năm rồi, 8 năm. Tại đây mà 2000 đến này nữa là 8 năm. Rồi mình và lúc đó về đây mình có tiền không? Thì về tới đây là khô túi đó em. Khô túi. Khô túi đó cũng là đi bằng công với người ta. Bằng công người ta sắm
đi lên vô làm chắc luôn rồi, làm công xong cho vô bị chữ ai thuê mướn gì mặt ở đây rồi mình chưa được cấp hộ tịch họ chứng minh luôn chưa, không có em, không có về đây nó ngay không có cái gì chứ à. Không có giấy gì chứ, chỉ có hai đứa nhỏ này được mang cái giấy khai sinh cho anh học. Lúc trước thì ông cụ thì ở trên đó, rồi sau này ông cụ mới về đây mới mất hay là ông cụ mất trên đó luôn? Ông cụ mới về đây mất đây. Dạ. Bởi là không có tính đi đâu nữa là quyết định ở Việt Nam luôn rồi, cha bỏ xương đây rồi. Có nghĩa là ông cụ về anh về đây luôn. Nếu như ông cụ còn ở trên đó anh vẫn ở trên đó. Về trước ông cụ cũng là mấy tháng à? Dạ. Về trước ông cụ mấy tháng. Nhưng mà ngày xưa về. Là tại sao gia đình mình lại lên ngược lên dòng đó, ngược lên dòng không? Anh cũng không tìm hiểu nữa, từ ông già, lúc ông già ông đi mình còn nhỏ không á, không tìm hiểu được, chưa biết chí khôn mà. Ông bà đi giờ người mới lớn bằng cũng nói. Là ngày xưa là đi là lúc đó anh còn rất nhỏ luôn. Còn dạ. Nhỏ, với ông thứ hai. Còn cha ở cha người tới về gò bó quá rồi. Tôi đúng rồi, anh để mới bệnh đây. Sống không được, cháu mới về đây được. Mới về đây là về Việt Nam sống. Bỏ sáu bảy đứa, trời mất. Về Việt Nam này là không có lên nữa rồi. Bạn cha nữa là nếu mà bị mổ. Ở đây rồi. Mất thì vừa thôi. Giờ thì ở với cô với bác. Rồi giờ về được đất Việt Nam. Hai đứa về thắng như quải. Về đây gặp cha mẹ mình ở đây rồi là sống ở đây luôn chứ không có đi về cô bác nữa. Ra nó nói cháu con trai nó con. Là ở trên Campuchia là mình vẫn sống đậu ghe neo đậu quay quần giống gì luôn. Quay quần giống gì em mà ở trên nước lên sóng gió lắm á, sóng gió hơn đây nhiều. Có xe ra con đại. Bị trên nó ngập hết trơn rồi. Vẫn vô hạnh đó. Nhưng cái ghe nó vậy đó, mà trời trong tới là quánh chạc vô luôn á. Luôn á. Mình cũng bắt buộc phải ở, mình nhiều quá sống cực khổ nó rồi. Sống nhau giờ cứ gốc dừng đậu neo chịu. Hiện nay thì người dân ở Việt của mình ở còn ở Campuchia nhiều quá. Còn nhiều quá. Nhiều không? Khoảng bao nhiêu hộ ha anh ha? À, vụ đó là không được biết rồi. Bây giờ nó chở cô đuổi lên bờ, anh bực cùng tâm chứ cũng không biết nói sao. Gia đình hả? Dạ. Sống chung với anh chị luôn? Dạ. Với gia đình mà có gia đình. Có chỗ ăn, chỗ ở. Có chỗ ăn, chỗ ở rồi cũng mới về đây. Đây. Rồi, dạ. Rồi. Ông, rồi chồng đâu? Chồng đi làm thuê cho anh ta. Đây rồi, chưa về. Chưa về. Rồi chiếc dê gà dài gì là mấy người ở? Đếm người kia thể chắc là 9 người ở. Chiếc ghe này 9 người ở? 9 người ở. Trời ơi, rồi ngủ sao anh? Ở hình trước này. À trước này là chỗ này đây. Ờ, cái mồm. Chỗ này là một cái mồm. Dạ. Chỗ này hai cái mồm. Đằng sau cái mồm. Ở đây hai cái mồm. Dạ. Ngoài phòng này hai cái mồm, đằng sau cái mồm đó. Dạ. Là 4 cái mồm. Dạ. Trời ơi. Đồ trẻ cho ngủ. Bao nhiêu người bao nhiêu người đang trong độ tuổi lao động? Tuổi lao động thì là có mình thằng đó, anh đó, với anh, với đó, anh, với tôi, bốn người. Yeah. Rồi. Cái đầu bánh tét của con. Tối mà dân mùng chắc khỏi đi ra đi vô luôn á. Khỏi cái đi ra đi vô dân mùng à, lạ đâu rồi đó. Đúng anh. Vậy đó. Ờ hôm nay cái mùng sao đi ra đi tới đi lui được là tới giờ ngủ là ngủ thôi. Bích lối ra luôn. Yeah. Trời ơi trời. Nhưng mà ở đây cái chiếc ghe của anh chị cũng gọn gàng ha. Nó cũng chàng cũng xe băng giống em bển vậy rồi nó cũng chạy á rồi tôi mua lắp cái xu tôi lắp á. Dạ. Dạ. Rồi với ba cái công rồi nó cũng sức cả trơn một cái sức rồi. Chỉ nhìn mình lỡ rồi mình nhờ ba cái xe măng đó chú. Ờ em bên đây là bao nhiêu tuổi rồi chị? Hai mấy rồi. Hai mấy tuổi rồi. Mỗi ngày mình ăn thường là mình đi lên chợ trên này. Dạ. Mua rau cải rồi chút đỉnh rồi vậy ăn. Mỗi ngày chi phí nhiều tiền không? Ba. Cũng năm mấy chục kia. À, vài chục ngàn thôi. Dạ, cho 9 người ăn luôn. Dạ. Và là nguyên ngày luôn. Là... Mỗi ngày, mỗi ngày. Vậy đó, mình mua rau cải rồi vậy đó. Xào kia ăn. À, mình cá này mình không cần mua. Dạ. Cá này mình nãy em thấy bên kia anh năng là có chài có ấy đâu mà. Dạ, nhưng mà mình chài rồi kiếm cá là ăn, chỉ là mình mua rau cải nữa. Còn gạo. Gạo thì mình mua. Mình mua. Còn gia đình của em. Ê, anh với chị là gói bánh ở trên đó luôn. Tết năm nay mình được bao nhiêu tiền ăn Tết không? Không có tiền. Có nhiều tiền.
đi bằng mướn cho anh ta mà thấy anh ta cũng không có làm được cá rồi, người ta cũng không có tiền đưa, mình cũng chịu bớt bụng, mình chịu luôn đi. Dạ. Và cảnh hết nhau biết sao kìa. Cho em đi ra ngoài sau tham quan nhà anh với chị được không? Dạ, dạ, được. Được, được. Dạ, chị dẫn, hướng dẫn em đi với. Để có dịp em sẽ quay trở lại thời gian sớm nhất. Đây nè cô bác anh chị. Chào anh. Chào em. À, đang làm cái mai hả? Dạ. Tự thắt luôn. Hôm nay ông anh không thắt tặng cho. À, mình chỉ ghép vô thôi. Dạ. Còn cái cây này? Cây này thì ông anh không thắt cũng trong này thì dây chỉ mài này anh bó giải rồi. Hết nhiêu tiền? Cái này cũng không em cũng không gành, ông anh không thắt cho anh tặng Tết năm rồi. À, 2 năm rồi. Dạ. Năm nay mình đem ra mình trưng lại. Dạ. Ờ, mình bảo quản ha. Dạ. Ờ, đây một cái bàn thờ bên đây, với lại đây là cái nơi thờ cúng ông bà cụ quyền, ông bà của gia đình của chị nè. Đây là cái bóng đèn. Ồ, có một cái võng, đồ là mình treo đây hết hả chị? Ở đây là cái gì ta? Cái cửa. Dạ, hồi đó tôi chưa cắt cái sàn đó là tôi để cái gà bên đó chứ. À, để cái bếp ở đây hả con? Dạ, để bếp. Nay là để chiếc xe lôi. Đi mình đâu không có dám thẳng lưng lên. Dạ. Ở đây là cái bếp của mình. Dạ. Cái cạc bằng dê. Dạ. Tủ này mình để đựng đồ. Để chén đồ nè. Trời ơi. Dạ. Ôi chén ơi. Rồi, mình sử dụng nước ở dưới này là mình sinh hoạt luôn. Dạ. Tắm rửa, giặt dạ. Đồ. Người thấy ghe chảy quá thôi cắt cái chai để cho anh táo cho nó đi. Chắc bé ở đây nó sống ở dưới nước quen rồi, ở dưới xuồng quen rồi, nó không có sợ chóng mặt. Dạ. Ở nhà của cô thì có được hoa của ngày Tết nè. Dạ. À. Trời trời. Ở đây là cái sơ đồ nữa nè. Ở chứ không có chỗ để. Cứ máng cho nó cho nó gọn là được rồi. Dạ. Trời ơi. Mấy mươi năm rồi, 50 mấy năm sống ở trên ghe rồi. Sống 50 mấy năm rồi sống ghe rồi. Dạ, anh với chị. À, lúc mình đám cưới thì sao ta? Đám cưới của em á. Mình dọn trên bờ đó. Dạ, nhà hàng hay là mình chờ nấu nhà chút đỉnh gì đâu. Đồ gì nấu chút đỉnh thôi vậy á. À. Dạ. Là lúc mà đám cưới là cô bé là ở trên này. Dạ. Và Việt Nam chồng chồng. Hồi hôm nay thì có dịp đến đây ghé thăm với gia đình của mình. Em thì ra nãy cũng bất ngờ khi mà đến đây gặp một cái các anh chị cô chú rồi ở đây á. Dạ. Với bà ở đây là sống trong khu như thế này rất là nhiều ghe mà em không có chuẩn bị, thì chắc có lẽ là qua Tết em sẽ quay lại và chỗ thăm chỗ gia đình của mình một lần nữa. Thì trước Tết thì em không biết nói gì hơn, thì chúc cho các anh, các em, rồi bà cụ, rồi các chị đồ luôn một có một cái Tết thật là đầm ấm, và đặc biệt là cả gia đình đều sum vầy, một cái Tết nhẹ nhàng nhưng mà nó đầy đủ tất cả các thành viên là vui rồi. Chúc anh luôn có một cái sức khỏe dồi dào ha, cũng như là chị có một cái sức khỏe dồi dào. Cũng chúc em được dồi dào sức khỏe được nhiều. Dạ. Chúc cho chú với mấy cô mấy chú đồ ở nước ngoài gì đó. Dạ. Cũng với chú đồ cũng dồi dào sức khỏe. Dạ. Ủa hồi nãy bạn này em có lì xì chưa ta? Chú có lì xì chưa? Nãy chú chưa hả? Nè nè chú lì xì nè. Nè này giờ chú Kevin Trần ở nước ngoài gửi nha. Dạ nó con chú. À. Rồi. Này cũng gửi làm mấy cô mấy chú lại với chú cũng dồi dào sức khỏe. Dạ 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 rồi con chào cô. Chào cô chú con về.